Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh đúc mặn có cái độ mềm dẻo nha và béo ngậy nước cốt dừa luôn. Mình ăn cùng với nước mắm chua ngọt nè, mềm mềm béo béo. Bánh này mình ăn qua ngày hôm sau bột vẫn mềm ngon luôn nha. Thì mời các bạn xem video, vui lòng đăng ký kênh để nhận video mỗi ngày của mình. Trước hết thì mình sẽ chuẩn bị bột. Mình dùng ở đây 350g bột gạo. Thì bột gạo các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Và tiếp theo là 150g bột năng, là một chén dung. Thì mình dùng hai loại này là 500g. Rồi mình dùng thêm một muỗng cà phê muối. Tiếp theo là phần nước cốt dừa. Mình dùng ở đây là 500ml nước cốt dừa. Thì mình ép ra từ hai trái dừa luôn á. Các bạn thích béo nhiều thì mình cho dừa nhiều. Đây thì mình dùng nửa lít, 1 lít nước lọc. Thì tổng cộng lượng chất lỏng mình dùng là 1,5 lít nha. Bây giờ mình sẽ pha bột, cho hết bột năng một chén dung vô, là 150g, 350g bột gạo. Thì các bạn có thể nhân công thức lên ha, 7 gạo và 3 năng là dừa. Thì một bột mình sẽ dùng là 3 nước. Mình thấy cái công thức này á, bánh rất là ngon luôn. Có nước cốt dừa nhiều á, thì cái bột của mình rất là ngon, nó sẽ béo. Mình sẽ khuấy bột đều, các bạn để yên nửa tiếng cho bột nở ra. Sau nửa tiếng bột nó nở thì bánh nó mới ngon. Mình sẽ khuấy đều trở lại. Chuẩn bị cái khuôn, mình quét dầu ăn để khi mà bánh chín nó tróc ra nó không có bị dính khuôn. Cho vô trong cái nồi hấp luôn cho nó nóng khuôn. Và mình dùng khuôn 22cm. Khi mà nước sôi khuôn nóng, các bạn sẽ chia bột ra mình cho vô. Đối với bánh mặn này thì mình đổ lớp nha. Tại vì mình không có khuấy bột lấy trùng á, nên mình đổ lớp. Mỗi một lớp mình sẽ hấp 7 phút. Sau 7 phút thì cái lớp bắt đầu nó đặc lại. Các bạn sẽ cho tiếp cái lớp thứ hai lên. Mình không cần phải chín hoàn toàn như là bánh da lợn nha. Mình làm vậy á, cho bột nó đặc lại thôi à. Và hấp tiếp 7 phút nữa. Mỗi một lớp thì nó mỏng mỏng à. Đúng giờ thì mình dỡ bánh ra. Các bạn sẽ sắn lên đây dài đường. Hai lớp nó sẽ dính chặt với nhau, nó không có bị tách rời. Tại vì bánh đúc mình không cần tách lớp, bánh da lợn thì mình mới tách lớp. Và lớp cuối này mình sẽ hấp 15 phút cho bánh chín hoàn toàn. Sau 15 phút mình sẽ kiểm tra bánh. Mình dùng cây que này nè. Nếu như không thấy bột ướt nữa mà nó khô hoàn toàn là bánh nó đã chín. Rồi các bạn lấy ra chờ cho nguội. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị nhân. Ở đây mình có củ sắn hay là củ đậu nha. Mình dùng hai củ này là 700g, tính luôn phần vỏ. Các bạn gọt sạch, rửa sạch. Rồi mình dùng thêm hành lá, một ít ngò rí. 300g thịt nạc, ở đây mình dùng thịt nạc dăm á, cho nó có mỡ mỡ nó ngon. Và đây là con guốc hay là tép xé khô. Các bạn cũng có thể dùng tôm khô. Bây giờ mình đi gọt củ sắn nha. Thì mình thấy cái lượng bánh này và cái lượng nhân vậy nó mới vừa. Nếu các bạn làm ít nhân thì ăn cũng không ngon. Xắt sợi sợi ra. Củ sắn thì càng nhỏ nó sẽ càng ngon. Xong rồi mình sẽ băm lại hạt lựu càng nhuyễn luôn. Nhân của mình phải nhuyễn. Xắt xong để qua bên. Hành lá các bạn cũng cắt ra nhuyễn nhuyễn luôn. Thì mình dùng 2 cọng. Chút nữa mình cho vô nhân á. Đạp vài tép tỏi và củ hành tím. Để mình băm nhỏ mình xào nhân. Cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Cho hết phần tỏi và hành vô. Mình sấy thơm. Hành nó dậy mùi hương lên thì các bạn sẽ lấy thịt mình cho vô mình xào. Cho thịt vô các bạn để lửa lớn.
cho thịt nó săn thơm. Xào đều lên. Đây bây giờ thịt nó săn thơm vậy nè. Các bạn đập đập nó ra cho nó gã ra ha, nó không có bị đóng cục lại á. Cho hết củ sắn vô. Các bạn cũng xào đều. Cho củ sắn vô thì mình để lửa nhỏ lại ha, cho củ sắn nó chín. Để lửa lớn thì nó dễ bị cháy khét. Cho vào hạt nêm nè, đường nè, bột ngọt không ăn thì khỏi cho. Và cuối cùng là dầu hào. Đảo đều nhân lên cho nó ngấm gia vị. Thì cái lượng gia vị các bạn có thể tùy chỉnh lại. Cho vô đây thêm chút xíu dầu màu điều nữa để cái nhân nó có màu. Không có thì các bạn bỏ qua luôn ha, khỏi cần cho. Rồi mình thấy nhân nó khô ráo nó chín thì mình hãy cho hành lá vô và nêm nếm lại. Nhưng nó sẽ có cái độ ngọt ngọt, hơi mặn mặn nhẹ nhẹ thôi. Cho vô đây tí xíu dầu mè cho nó thơm nha. Dầu mè rất là thơm luôn. Rồi các bạn tắt bếp ha. Bánh sau khi mà mình để cho nó thiệt là nguội thì mình mới lấy ra. Nãy mình có đậy cái màn bọc á, để cho cái lớp mặt nó không có bị khô. Mình để được 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Sau khi mà nguội các bạn lấy ra khuôn nó dễ dàng lắm, nó không có bị dính á. Đây, cái bánh đúc mặn của mình rất là ngon luôn nè. Nhìn nó bóng lưỡng như cốt dừa luôn á. Bánh này sẽ có cái độ mềm mềm dai dai, đừng có quá dai. Mình làm thêm một cái khuôn nhỏ 20cm nữa, nhưng mà mình đổ ít à, tại vì cái khuôn lớn không có hết bột á. Cắt bánh ra nè. Đây các bạn thấy những cái sợi bánh ngon ha. Nó mềm mềm nè. Bánh này đừng có dai nha, nếu mà dai quá nó sẽ bị thành cái bánh da lợn, không có ngon. Cho con tép sấy lên. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho nhân lên đây. Thì tỷ lệ bột này thì mình làm được 2 khuôn á, một khuôn lớn và một khuôn nhỏ. Ngọt thơm. Vậy là món bánh đúc mặn đã sẵn sàng. Ăn cùng rau giá trụng, dưa leo và dưa chua. Nước mắm chua ngọt. Bánh mà các bạn nhìn thấy nó mềm mềm và nó béo thì bánh nó mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Nước mắm thì mình pha tỷ lệ là 1 nước mắm, 1 đường, 3 nước và chanh. Bánh này thì các bạn sẽ cho thêm dưa leo, rau giá trụng lên thì ăn cho nó ngon, nó không có bị ngán. Nếu như đúng cái bánh đúc miền Tây thì không cần phải ăn thêm rau, mà có thể ăn thêm giò trái quẩy và chan nước mắm lên. Nếu thích béo hơn có thể thắng thêm nước cốt dừa mình chan lên. Và mình thấy như vậy là rất là hoàn hảo cho món bánh đúc rồi, vì trong bột nó có nước cốt dừa. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bánh rất là béo luôn, có cái độ mềm mềm. Lâu lâu mà ăn bánh này á, thì ngon lắm luôn á. Rất là ngon. Bánh này các bạn làm nhiều ha. Bữa nay mình ăn không hết, mình để yên. Đừng có cho nhân lên nha. Để yên vậy đó, qua ngày hôm sau các bạn hãy xào nhân mình cho lên. Thì ăn bánh vẫn dẻo ngon, không hề bị cứng, cũng không có bị hôi bột. Làm kỹ thì mình ăn được 2 ngày luôn. Các bạn hãy làm theo công thức của mình đi, bảo đảm ai ăn cũng khen ngon luôn á. Đây là công thức để buôn bán luôn á nha. Nếu như thích kinh doanh thì các bạn có thể làm nhiều để bán, rất là đắt hàng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi khi mình đăng nha. Và đừng quên like, chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và nếu như có góp ý, bình luận thì để ở phần bên dưới mình sẽ trả lời nha các bạn.